Rồi, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Nhân gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình. Đây là video số 2. Video số 2 mình tiếp tục tìm hiểu về phần chữ của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp nối video số 1. Video số 1 mình đã tìm hiểu tới câu 56 rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm hiểu từ câu số 57. Và nhắc lại cho cả nhà mình lưu ý, trong phần chữ của mình nó sẽ có 60 câu tình huống mất an toàn giao thông. Đây là những câu điểm liệt, ngài thi không được phép sai những câu này nha. Và trên mỗi câu hỏi có đánh dấu sao, đây là dạng câu điểm liệt của mình. Hoặc cả nhà có thể xem lại danh sách những câu điểm liệt ở trang đầu tiên của sách nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào tìm hiểu câu số 57 nha. Câu số 57 trên câu hỏi có đánh dấu sao, đây là những câu điểm liệt của mình nha. Cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi nào? Cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi nào? Thì cả nhà mình thấy cuộc đua xe thường diễn ra ở những cái trường đua, đúng không? Tại những trường đua là tại những nơi cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Và đây cũng là cái từ khóa mạnh nhất, nó xuất hiện ở đáp án nào, đáp án đó luôn luôn là ý đúng của mình ha. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chọn ngay ý số 3 luôn nha. Câu 58, sử dụng rượu bia khi lái xe nếu bị phát hiện thì bị xử lý như thế nào? Cả nhà trong nhóm mình, anh chị nào đã từng bị phạt gì nồng độ cồn chứ? Khi sử dụng rượu bia rồi còn điều khiển phương tiện, điều đầu tiên phải dính đến là hành chính, biên bản là mất tiền rồi, mất tiền đó là hành chính nha. Nếu mà gây tai nạn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ của mình. Nên là ý số 2 là chuẩn xác nhất, cả nhà chọn luôn ý số 2 nha. Câu 59, người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị đông dân cư vào ban đêm? Thì vào ban đêm cả nhà mình đi vào khu đông dân cư trong đô thị thì mình chắc chắn phải sử dụng đó là đèn chiếu gần, hay gọi là đèn cốt á. Đèn chiếu gần, đèn cốt, chọn ngay ý số 4 nha. Câu 60, trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào? Thì mình phải bám sát cho làn bên phải và xe khi mình di chuyển tốc độ chậm mình phải đi ở làn bên phải trong cùng, hoặc là đi về phía bên phải. Đó là hai câu 60, câu 61 của mình. Câu 60 đó là đi ở làn bên phải trong cùng, bám sát vào bên phải nha. Chọn ngay ý số 1 luôn. Và câu 61, phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào? Đi về phía bên phải, bám sát vào cụm từ bên phải nha. Chọn ngay ý số 2 nha. Câu 62, khi lái xe trong khu đô thị, khu đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi ga thì người lái xe được sử dụng còi trong các trường hợp nào? Tại đây cả nhà mình nhớ giúp em hai mốc thời gian. Thứ nhất là từ 22 giờ đêm 5 giờ sáng và ngược lại. Ngược lại nghĩa là 5 giờ sáng đến 22 giờ tối. Và thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, thời gian mình cả nhà mình đang làm gì đây? Đang ngủ đúng không? Và gọi đây là thời gian giới nghiêm, thời gian này là thời gian bị cấm còi. Còn cả nhà muốn sử dụng còi, ngoại trừ những cái trường hợp và những đoạn đường hoặc khu vực cấm sử dụng còi, thì đó là thời gian ban ngày, nghĩa là từ 5 giờ sáng quay ngược tới 22 giờ tối. Đáp án của mình chính là ý số 2 nha. Câu 63, trong các trường hợp đặc biệt để lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối từng loại xe cơ giới, bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Khi muốn lắp đặt còi đèn không đúng thiết kế nhà sản xuất hoặc tài liệu chỉ dẫn có liên quan thì mình được phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Và đây cũng là cái từ khóa mạnh nhất, nó xuất hiện ở đáp án nào, đáp án luôn luôn là đáp án đúng của mình. Trường hợp vừa rồi đó là câu 57 đúng không? Bây giờ tới câu 63 nè, phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, chọn ngay ý số 2 luôn nha. Câu 64, người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào dưới đây? Nhớ là đáp câu hỏi của mình là không được vượt nha. Cả đây cả nhà mình nhìn thấy câu số 1 với câu số 2 nè, đáp án số 1 và số 2 á thì là điều xuất hiện cụm từ xe ưu tiên. Thì mình nhớ lại, xe ưu tiên chia thành 5 nhóm, đó là hỏa sự, công thương và nhóm xe hộ đen. Khi nào mình không được vượt đây? Khi những nhóm xe này đang trong quá trình làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ có nghĩa là có tín hiệu bằng đèn, bằng còi, bằng cờ theo đúng quy định của pháp luật thì mình không được vượt ha. Đó là số 1, xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, chắc chắn là không được vượt.
Đáp án số 2, xe được quyền ưu tiên đang đi phía trước nhưng không phát tín hiệu ưu tiên. Trường hợp này là sai rồi, đúng không ha? Chọn ngay ý số 1 luôn nha. Đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Câu xả lầm, bạn đang lái xe trong khu dân cư có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu, bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông? Khi mình muốn quay đầu trong khu dân cư thì mình phải là ở những nơi có biển báo cho phép quay đầu hoặc là điểm giao cắt nha. Ý số 1 mình là gì đây? Đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc là nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Tích ngay ý số 1 luôn, chính xác đó. Nha, chọn ngay ý 1. Câu 66. Bạn đang lái xe phía trước có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu. Cả nhà lưu ý chỗ này là xe cảnh sát không phát tín hiệu thì ưu tiên bạn có được phép vượt hay không? Không phát tín hiệu ưu tiên có nghĩa là xe cảnh sát này đang trong quá trình làm nhiệm vụ không? Chắc chắn đó là không. Có nghĩa là họ đang làm nhiệm vụ xong rồi họ quay về thì trong trường hợp này mình là được vượt khi đảm bảo an toàn. Trong trường hợp này không phát tín hiệu là mình được vượt khi đảm bảo an toàn. Chọn ngay ý số 4 nha. Câu 67, người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây? Thứ nhất, ở khu vực cho phép đổ xe. Thì đổ xe thì bắt buộc anh chị mình phải được lùi xe. Còn nếu trường hợp anh chị mình đổ xe, đúng không? Mà không cho lùi xe nó sẽ không có bài ghép dọc ghép ngang để mình thi. Thứ hai, ở khu vực cấm dừng và trên phần đường dành cho người đi bộ. Đặc biệt là trên phần đường dành cho người đi bộ là mình không được lùi xe rồi. Ngoài việc dừng đổ quay đầu cũng là không được lùi xe trên phần đường dành cho người đi bộ nha. Thứ ba, ở nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao cùng mức với đường sắt. Ngã tư này cực kỳ nguy hiểm thì mình cũng không được lùi xe. Ngoài việc không được quay đầu cũng không được lùi xe nha. Tầm nhìn bị che khuất trong hầm đường cao tốc, đặc biệt đường cao tốc cũng không được lùi xe. Ý 2, ý 3 đúng thì mình chọn ngay ý số 4 nha. Và đây cũng là một điểm đặc biệt nằm trong thứ tự đáp án của mình. Chỗ này em nói cả nhà nè, nó sẽ có một điểm đặc biệt để cả nhà lựa chọn đáp án nhanh. Có nghĩa là đọc không cần đọc câu hỏi luôn, cũng không cần đọc đáp án vẫn được đáp án số 4 là chính xác. Câu hỏi mà có 4 đáp án mà đáp án số 4 là cả hai ý trên. Có những trường hợp cả ý 1, ý 2 hoặc là cả ý 2, ý 3 hoặc là cả ý 1, ý 3 thì đáp án số 4 mặc định là đáp án đúng, ngoại trừ câu hỏi về rượu bia. Đó là câu số 40 ở video đầu tiên, cả nhà mình có thể check lại. Ngoại trừ câu đó ra nha, câu 40 ra, còn lại tất cả những trường hợp còn lại trong luật mình đều chọn chính xác đúng nha. Cả nhà lưu ý một điểm. Tiếp tục câu 68, người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp nào dưới đây? Thì những trường hợp nào mình không được quay đầu xe đây cả nhà? Thứ nhất, ở phần đường dành cho người đi bộ. Thứ hai, ở phía trước, phía sau của phần đường dành cho người đi bộ. Thì tại phần đường dành cho người đi bộ thì chắc chắn anh chị mình không được quay đầu và lùi xe rồi. Trong trường hợp này là không được quay đầu xe, chính là ở phần đường dành cho người đi bộ. Còn ở phía trước và phía sau là có thể được quay đầu xe. Chọn ngay ý số 1. Câu 69, khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép? Hành vi không được phép gọi là hành vi sai. Hành vi sai đó chính là buông cả hai tay. Chọn ngay ý số 1 luôn. Đọc tới đây là anh chị chọn ngay ý số 1 luôn. Câu 70, từ câu 70 mình sẽ bước qua những câu hỏi về độ tuổi. Tại vì từng cái hạng bằng nó sẽ có quy định cái độ tuổi cho mình nên mình sẽ tìm hiểu từ câu 70 là liên quan đến độ tuổi. Tại đây nó sẽ có cái phương pháp làm nhanh đó anh chị của mình. Rồi, trở lại câu hỏi về độ tuổi áp dụng từ câu 70 đến câu 75. Cái nhà mình lưu ý thứ nhất là luôn chọn đáp án số 2 trừ câu hỏi hạng E. Nếu trường hợp hạng E mà nó hỏi đủ là người đủ bao nhiêu tuổi, đó là 27 tuổi, nên là hỏi đủ chọn 3. Còn đối với hạng E của mình sẽ quy định độ tuổi tối đa. Tới đây dù sức khỏe của mình có đảm bảo
nhưng mình vẫn phải hạ bằng ha. Đó là hạ xuống một cấp, có thể là hạng D nha. Hỏi đủ chọn 3, hỏi đa chọn 1. Hỏi đa là tuổi tối đa của người được lái xe hạng E. Hỏi đủ chọn 3, hỏi đa chọn 1. Đó là cách làm theo đáp án của mình. Cứ đọc câu hỏi lên, không phải hỏi hạng ơ, là cứ chọn đáp án số 2. Nếu trường hợp đã hỏi hạng ơ thì cần đọc kỹ coi hỏi đủ hay hỏi đa để mình tìm đáp án. Và cách thứ hai của mình là cả nhà mình nhớ theo phương pháp cộng 3. Cộng 3 nghĩa là sao đây? Nghĩa là thằng A1, A2, A3, B1, B2. Đó là hạng bằng cơ bản thấp nhất của mình. Thì phải đủ nhiêu tuổi đây? 18 tuổi, đúng không? Thì hạng C nó cao hơn hạng B thì cộng 3 vô 21 tuổi. D lại cao hơn C thì cộng 3 vô 24 tuổi. Ơ lại cao hơn D, cộng 3 vô 27 tuổi. Nhưng khi đến hạng Ơ thì nhớ độ tuổi có quy định kèm theo độ tuổi tối đa. Đó là nam 55, nữ 50. Rồi, bây giờ mình áp dụng chi tiết từng câu từ câu số 70. Dạ. Câu 70. Người đủ 16 tuổi được điều khiển loại xe nào dưới đây? Đúng không? Đây đâu phải hỏi hạng gì đây? Đâu phải hỏi ngơ đâu. Mặc định chọn ý số 2. Đó là xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Mà tại đây cả nhà lưu ý nè, hạng A1 của mình đó là phải đủ 18 tuổi. Hạng A1 mình điều khiển phương tiện gì đây? Từ 50 đến dưới 175. Nên 16 tuổi là chưa đủ tuổi thi sát hạch xe hạng A1. Nên đây là những bạn thường lái những dòng xe mang biển số FA, FB, FH, F chữ là không cần bằng lái á. Nên là xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Rồi tiếp tục câu 71. Câu 71, người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô 2 bánh, đúng không? A1, A2 nè. Xe mô tô 3 bánh, A3 nè. Có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên. Ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3 tấn rưỡi. Nghĩa là đang hỏi B1, B2. Hàng này đang B1, B2, đúng không? Thì những ông này phải đủ nhiêu tuổi đây? 18 tuổi. Hoặc là câu hỏi không nhắc đến hạng ơ, cứ mặc định chọn đáp án số 2 nha. Câu 72. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải máy kéo có dòng trọng tải từ 3 tấn rưỡi trở lên. Từ 3 tấn rưỡi trở lên, đây là hỏi hạng gì đây cả nhà? Hạng C. Một số anh chị đọc câu này không biết hỏi hạng gì. Thì cả nhà mình nhớ nốt lại, đây là câu hỏi hạng C. Hạng C thì cao hơn B, cộng 3 vô 21 tuổi, cũng là ý số 2. 73. Người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ hạng D. Trên câu hỏi có ghi cho mình luôn hạng D, không phải hỏi hạng E, thì cứ chọn đáp án số 2, đúng không? D nó cao hơn C, cộng 3 vô đó là 24 tuổi. Chọn ngay ý 2. 74. Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E, đúng không? Giờ hỏi hạng E nè. Hạng E thì cần đọc kỹ xem nó hỏi đủ hay hỏi đa. Trường hợp này là phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên? Hỏi đủ chọn 3, hỏi đa chọn 1. Chọn 3 đó là 27 tuổi ha. Hoặc từ hạng D 24 cộng 3 vô đó là 27. Câu 75. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E là bao nhiêu tuổi? Tại quy định đó là hỏi đủ chọn 3, hỏi đa chọn 1. Chính là nam 55, nữ 50. Tới đây là hạ bằng. Ở chỗ này nè, cả nhà mình, rất nhiều anh chị mình nhầm với cái thời hạn của hạng bằng B1 cấp cho nam 60 và nữ 55. Đó là B1 của mình ha, đầu tiên cấp cho nam đến 60 tuổi và nữ 55. Còn đây là tuổi tối đa của người lái xe hạng Ơ, đó là nam 55, nữ 50 nha. Đừng nhầm lẫn hai chỗ này ha. Hoặc là hỏi đa chọn, hỏi đủ chọn 3, hỏi đa chọn 1. Nhớ luôn nha, đáp án luôn. Rồi câu 76. Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào? Ở trong đây chắc cả nhà mình đã có giấy A1 hết rồi đúng không? Bằng lái A1. A1 của mình là điều khiển từ 50 đến dưới 175 nha, chứ không phải đến 175 nha cả nhà. Đến dưới 175. Nên đồng nghĩa không được phép, có nghĩa là những loại xe từ 175 trở lên. Xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 phân khối trở lên. Câu 77.
Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào? Ngoài hai bánh có dung tích sedan từ 50 đến dưới 175, nó còn là điều khiển được xe ba bánh, mô tô ba bánh dành cho người khuyết tật. Cái điều này nằm ở mặt sau của bánh bằng của mình, A1 của mình á. Dạ, nó sẽ có ha. Tới đây là ý 1, ý 2 đúng, nên chọn ngay ý số 3 nha. Câu 78, người có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 được phép điều khiển loại xe nào? A2 thì nó cao hơn A1. A1 của mình đến dưới 175 thì A2 của mình phải từ 175 trở lên và cộng luôn tất cả các dòng xe của hạng A1, nên là chọn ngay ý số 2 nha. 79, người có giấy phép lái xe mô tô hạng A3 được phép điều khiển loại xe nào vậy đây? Thằng A2 của nó cơ bản đã lái hết tất cả những dòng mô tô hai bánh rồi. Thì sao đây? Thì A3 lấy đâu hai bánh, dung tích hai bánh ba lái nữa đúng không? Thì anh chị nhớ nó gắn thêm một bánh vào, đó là xe mô tô ba bánh. Yeah, đáp án số 1 luôn. 80. Từ câu 80 mình sẽ liên quan những câu hỏi về hạng bằng. Để đơn giản trong quá trình anh chị thi chọn đáp án chuẩn xác, thì mình sử dụng cái mẹo từ khóa có chứa trong đáp án để mình tìm đáp án nhanh trong những câu hỏi về hạng bằng này. Dạ. Rồi, câu hỏi về hạng bằng. Từ câu 80 đến câu 87 thì cả nhà đầu tiên đó là hạng B1. B1 thì mẹo của mình là anh chị mình tìm đáp án chứa cụm từ không hành nghề lái xe. Hạng B1 của mình ha, không hành nghề lái xe, nghĩa là không được phép kinh doanh vận tải nha. Hạng B2 và C đều lái xe chở người đến 9 chỗ nha, đó dòng ô tô con của mình á, đến 9 chỗ ha. Rồi, hạng D là đến 30 chỗ nha, hạng D là đến 30 chỗ. Còn hạng E có nghĩa là trên 30 chỗ nha, trên 30 chỗ. Rồi, bây giờ mình vào chi tiết từng câu từ câu 80 nha. Câu 80, người có giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được điều khiển loại xe nào? B1 mình nói trước nó sẽ có hai hạng bằng kèm theo, đó là B11 và B12. B11 là thuần số tự động nha, còn B12 là số sàn nhưng không được phép kinh doanh vận tải. Hiện tại giờ các hạng B11, B12 hầu như tất cả các cơ sở đào tạo đều không còn đào tạo nữa và chuyển hẳn thành hạng B2. Nên chỗ này B1 thì cả nhà mình lưu ý đó là B11 của mình nha. Thì là hạng B1 của mình là xuất hiện cụm từ gì đấy? Không được hành nghề lái xe. Tại đây cả nhà mình nhìn cuối đáp án số 1 nè, xuất hiện cụm từ không được hành nghề lái xe. Là sau đây B1 của mình là ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ kể cả chỗ ngồi cho người lái xe. Ô tô tải và ô tô tải chuyên dùng số tự động nha, chỗ này số tự động ha, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, 3 tấn rưỡi á, ô tô chuyên dùng dành cho người khuyết tật ha, không được hành nghề lái xe. Xuất hiện cụm từ không hành nghề lái xe và chọn ngay ý số 1 luôn. Tại sao ý số 2 nó sai? Ở cụm từ cuối cùng đó là được hành nghề lái xe kinh doanh vận tải. Cái ông này phải từ hạng B2 đổ lên mình mới được hành nghề là kinh doanh vận tải, là đổi thành biển vàng á, người lưu ý nha. Còn đáp án số 3 là sao đây? Ô tô chở người đến 9 chỗ kể cả chỗ ngồi cho người lái xe tải, lái xe tải nha. Lái xe tải kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 tấn, mà nó trong trường hợp này nó không nhắc đến cụm từ gì đấy, số tự động, đó là sai rồi. Chẳng hạn như số sàn thì sao, đúng không? Đó như nào đấy, cũng sai, cả nhà lưu ý nha. B1 của mình là thuần số tự động nha, nên quy chuẩn lại chọn ngay đáp án số 1 là chuẩn xác nhất ha. Rồi, cả nhà mình lưu ý cụm từ không được hành nghề lái xe nha. Câu 81, người có giấy phép lái xe hạng B1 được điều khiển loại xe nào? Cũng tương tự, đó là B11 của mình là không hành nghề lái xe. Chọn ngay ý số 2 luôn nha. Câu 82, người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào? B2 và C đều lái xe chở người đến 9 chỗ nha, chỉ khác nhau ở phần lái tải ha. Nên chỗ này
B2 đều là ô tô chở người đến 9 chỗ ha. Như đây, ô tô tải máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn, 3,5 tấn ha. Tại sao đáp án số 1 là sai? Số 1 là trên 9 chỗ, 9 chỗ từ hạng D đổ lên rồi. Còn đáp án số 3 là ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ, đây là hạng D. Yeah. Rồi, chọn chung quy lại, chọn ngay đáp án số 2 và lưu ý cụm từ đến 9 chỗ nha. Yeah. Rồi 83. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào? Hạng C của mình cũng là chở người đến 9 chỗ, chỉ khác B2 ở phần lái tải. Hạng C là lái full tải nên phải từ 3 tấn rưỡi trở lên. Dạ, máy kéo có trọng tải từ trên 3,5 tấn. Tại sao đáp án số 2, số 1 sai nè? Trên 9 chỗ là sai rồi, phải là dưới 9 chỗ mới đúng nha. Còn số 2 là 10 đến 30 chỗ, đó là hạng D không phải hạng C nha. Chung quay lại chọn đáp án số 3, lưu ý cụm từ đến 9 chỗ nha. 84. Hạng D, người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển loại xe nào dưới đây? Hạng D đó là đến 30 chỗ ha. Và kể cả chỗ ngồi cho người lái xe ô tô tải máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. Nghĩa là hạng D nó cao hơn C rồi, nó lái luôn cả cái ông hạng C. Mà đáp án số 2 là sao đây? Cũng là đáp án số 2, ô tô chở người trên 30 chỗ. Trên 30 chỗ là được, trên 30 chỗ là hạng E. Còn hạng D của mình chỉ là đến 30 chỗ. Cả nhà lưu ý nha. Còn số 3 là xe kéo rơ móc, đầu ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ móc. Thằng này là hạng F. Ô tô đầu kéo kéo sơ mi gốc, đó là hàng FC của mình nha. Hàng F rồi nha. Nên chung quy lại chọn ngay đáp án số 1 và lưu ý cụm từ đến 30 chỗ nha. 85. Người có giấy phép lái xe hạng E được điều khiển loại xe nào? Hạng E là phải như nào đây? Cao hơn D rồi. D đến 30 chỗ thì E phải là trên 30 chỗ, cộng luôn tất cả dòng xe của hạng D, đúng không? Đó là ô tô tải máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn nha. Tại sao đáp một sai là xe kéo rơ móc, ô tô đầu kéo kéo semi rơ móc, đây là thằng F nha, FC nha. Và giữa hạng E với hạng F á thì hai ông này là hai hạng bằng độc lập, không lái bổ trợ cho nhau được nha, mọi người lưu ý nha. Rồi, tiếp tục số 3 cũng tương tự, xe kéo rơ móc cũng là hạng F nha. Nên là chung quy lại chọn ngay ý số 2, đó là trên 30 chỗ. Lưu ý cụm từ trên 30 chỗ nha. Rồi, câu 86 với câu 87, mình sẽ có một cách làm đơn giản cho anh chị tránh nhầm lẫn ở hai hạng này, đó là hạng FC với hạng FE. Giờ mình quay lại cách làm nè. Rồi, riêng hạng FC với hạng FE thì sao đây? Cách nhớ của mình đó chính là chị 2 em 1. Có nghĩa là hội FC là chị, C là chị, là chọn đáp án số 2. FE là em, là chọn đáp án số 1 ha. Nhớ vậy luôn, cả nhà nhớ vậy cho dễ ha. Chị 2 em 1, riêng hai hạng FC, FE, chị 2 em 1. Giờ quay lại câu 86. Câu 86, người có giấy phép lái xe hạng FC được điều khiển loại xe nào dưới đây? Chị 2 em 1 là chọn đáp án số 2 nha. Ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ móc, đây là hạng FC. Còn số 1 của mình là sao đây? Cả nhà mình thấy cụm từ ô tô chở khách nối to, đây là hạng FE. Và hai ông này là độc lập với nhau, không lái bộ chở cho nhau được nha. Còn số 3 xuất hiện cụm từ mô tô hai bánh, là không liên quan gì hết nha. Nên chung quy lại chọn ý 2 là chính xác nha. Câu 87, người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển loại xe nào? FE đó là ô chị 2 em 1, em là đáp án số 1 nha. Chọn ngay số 1, đó là cách làm nhanh của mình. Nhưng tại sao chọn 1 nè? FE chính là ô tô chở khách nối to. Còn trong khi đáp án số 2 xuất hiện cụm từ gì đây? Kéo rơ móc, đầu kéo kéo sơ mi rơ móc. Cái ông này phải là F gì anh chị? FC. Ông đó phải là FC mới được nha. Nên là chung quy lại chọn ngay ý số 1 ha. Đây là bảng thống kê về độ tuổi, hạng bằng với các phương tiện tương ứng với hạng bằng của mình. Cả nhà mình có thể tham khảo sơ qua. Còn bây giờ đối với hạng bằng của mình
Thì ngày thi rất đơn giản, đó là cách làm của mình nãy giờ rồi, đúng không? Thì để mình hiểu sâu hơn, khoét sâu vào, thì mình sẽ có một số câu hỏi tình huống để anh chị giải đáp. Khi anh chị giải đáp được thì anh chị sẽ hiểu sâu hơn về hạng bằng của mình. Dạ. Giờ mình quay lại câu hỏi tình huống này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái câu hỏi tình huống. Và câu hỏi tình huống này mình sẽ xoay quanh cái hạng bằng B2 chút xíu. Đó là trong câu 82 của mình á, hoặc là cả nhà lúc mình đăng ký luôn luôn nào cũng có một cái dòng, đó là hạng B2 của mình lái xe chở người từ 4 đến 9 chỗ, lái tải dưới 3 tấn rưỡi. Hoặc trong đáp án của câu số 82 nó có cụm từ như sau, đó là ô tô tải máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn. Vậy thì cả nhà mình 3,5 tấn đây là mình dựa vào thông số nào trên xe tải? Tại vì trên xe tải của mình nó bên cánh cửa bên phải luôn luôn lúc nào cũng có 3 cái thông số. Thì tại đây mình sẽ ví dụ một chiếc xe nó có thông số kỹ thuật như trên. Nè, như là khối lượng cho phép là 2,8 tấn. Khối lượng bản thân là 2,4 tấn. Khối lượng toàn bộ là 4,4 tấn. Vậy trong trường hợp này, nếu mà mình cầm bằng B2, mình có điều khiển được cái phương tiện có thông số như trên hay không? Đó là một ý thứ nhất. Ý thứ hai của mình, cả nhà mình á thì đã nghe được cái rất nhiều trên báo mạng về tải trọng với trọng tải. Thì mình thử phân biệt tải trọng là gì hoặc là trọng tải là gì, hai ông đó giống hay khác nhau. Khi anh chị phân biệt được tải trọng với trọng tải, trọng tải là gì, thì mặc định mình sẽ trả lời được câu số 1 nha. Rồi câu số 3, chẳng hạn như trường hợp mình đi ra đường, khi gặp biển cấm ô tô tải thì xe bán tải có vào được không? Nha, cả nhà mình lưu ý nha. Khi gặp biển cấm xe ô tô tải thì xe bán tải có vào được không? Và đó là ba câu. Tiếp theo một câu thứ tư nữa. Câu này cả nhà mình để ý nè. Thì rất nhiều biển cấm nó ghi là chữ T hoa, cũng có rất nhiều biển cấm nó ghi là chữ T thường. Vậy T hoa với T thường nó giống hay khác nhau? Rồi, cả nhà mình xử lý một số câu hỏi đó để mình hiểu rõ hơn về cái hạng bằng của mình nha. Rồi, tiếp theo đó là câu số, bây giờ mình sẽ quay lại chương trình ôn của mình. Tiếp theo đó là câu số 88 nha, câu 88. Câu 88: trên đường giao thông khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? Thì trong trường hợp này thì hiệu lệnh của người là cao nhất, đó chính là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Hiệu lệnh người điều khiển giao thông. Chọn ngay ý 1 luôn cả nhà. Rồi, đây là hai câu 89 với 90. Đây là hai câu nói về hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Rồi bây giờ mình sẽ có cách làm đối với hai trường hợp này. Nhìn vô chọn luôn, không cần phải đọc luôn. Rồi đối với câu đối với câu hỏi có hình cảnh sát giao thông thì mình sẽ chọn nhanh đáp án. Trường hợp của mình là câu 89 với câu 90. Đây là trường hợp về lý thuyết. Lý thuyết là sao đây? Dơ 1 chọn 3, dơ 2 chọn 4. Nhà lợi nhớ nha, dơ một tay có nghĩa là tất cả các hướng xe phải dừng lại trừ xe vào giao lộ được phép qua nơi giao nhau, là chọn đáp án số 3. Còn dơ hai tay giang ngang là bên trái bên phải, hay gọi là hướng hai cánh tay xe được phép đi, phía trước phía sau là phải dừng lại. Dơ 1 chọn 3, dơ 2 chọn 4 ha. Về phần xa hình của mình thì tới buổi tiếp theo, những buổi tiếp theo em sẽ nói cụ thể. Cả nhà mình quan tâm trước tiên đó là phần lý thuyết câu 89 với câu 90. Giờ mình quay lại câu 89. Câu 89. Câu 89 này cả nhà mình thấy cảnh sát giao thông giơ mấy tay đây? Giơ hai tay giang ngang, giơ 2 chọn 4. Nghĩa là người tham gia giao thông ở phía trước, phía sau là phải dừng lại ha. Bên trái bên phải nghĩa là hướng hai cánh tay nè thì xe được phép tiếp tục đi. Chọn ngay ý 4. Câu 90. Cảnh sát giao thông mà dơ một tay, dơ 1 chọn 3 nghĩa là tất cả các hướng xe phải dừng lại trừ xe vào giao lộ được phép qua nơi giao nhau. Chọn ngay ý 3. Rồi câu 91. Theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây?
Cái câu này cả nhà mình gặp hàng ngày luôn đúng không? Và câu này mà vô, anh chị nào mà trúng ba đề mà ngay câu này hầu như cho anh chị một câu rồi. À mà câu này sai là cực kỳ nguy hiểm nha cả nhà. Đèn giao thông phải là ba màu gì đấy, đổ bằng xanh nha, chọn ngay ý số 1 luôn. Câu này chắc chắn anh chị mình không thể sai được nha. Từ câu 92 đến câu số 95, đây là những câu nói về hình dạng nhận diện của phần biện báo. Tại đây em sẽ nói sơ qua về cách nhận diện biện báo trước ha. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu cụ thể ở những nhóm biện báo ở những buổi tiếp theo ha. Câu 92, cả nhà nhìn thấy tròn đỏ hình vẽ màu đen, đây là dạng biển báo cấm nha. Và cái biển báo này sẽ lấy tiền anh chị nhiều nhất khi tham gia giao thông ngoài thực tế. Trong phần biển cấm nha, ngoài những câu hỏi hỏi tên và ý nghĩa từng biển báo, nó sẽ có liên quan đến tính liên đới trong biển cấm. Cả nhà mình đã từng nghe cấm nhỏ thì cấm lớn thì không cấm nhỏ. Tới nữa mình sẽ tìm hiểu chi tiết những xe nào lớn, xe nào nhỏ và theo thứ tự như thế nào ha. Và đây chính là đặc điểm nhận diện của biển báo cấm tròn đỏ hình vẽ màu đen. Chọn ngay ý số 2 nha. Câu 93, biển báo hiệu có dạng hình tam giác đều, viên đỏ nền vàng, hình vẽ màu đen. Đây là biển cảnh báo nguy hiểm. Cả nhà mình thường thấy biển này ở đâu đây? Ở khu vực nơi đường bộ giao nhau, ở những khu vực khuất tầm nhìn, đường bộ giao với đường sắt nè, khu vực cảnh báo chướng ngại vật nè, đó là dạng biển cảnh báo nguy hiểm trên đường nha. Khi gặp những biển báo dạng thế này thì phải làm sao đây? Giảm tốc độ, chú ý quan sát an toàn. Chọn ngay ý số 1. 94, biển này là biển xanh tròn đúng không? Hình tròn có nền xanh lam, hay gọi là xanh tròn hiệu lệnh phải theo. Ở nhà lưu ý ha, cụm từ xanh tròn hiệu lệnh phải theo. Đây là dạng biển hiệu lệnh phải thi hành, nghĩa là hướng trên biển bắt buộc mình phải đi đúng. Trong phần biển hiệu lệnh nó có một biển ngoại lệ với một cái ý nghĩa rất đặc biệt nha, tí nữa mình sẽ tìm hiểu cụ thể. Chọn ngay ý 3 nha, biển báo hiệu lệnh. 95, dạng biển báo hình chữ nhật hoặc hình vuông, màu xanh lam, đó là dạng biển báo chỉ dẫn. Chỉ dẫn thì theo hay không theo tùy anh chị, nhưng hiệu lệnh là bắt buộc phải theo. Đây là dạng biển báo chỉ dẫn. Chọn ngay ý số 4. 96, tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo nào? Chắc chắn phải theo biển báo tạm thời, đó là biển báo tạm thời. Chọn ngay ý 2 luôn nha. Từ câu 97 là nhẹ dạng câu hỏi sẽ liên quan trực tiếp đến anh chị. Sau này chẳng hạn như mình học lý thuyết, ôn lý thuyết xong mình chuyển qua học thực hành, chính là mình là người tập lái, thì câu 97 nè, khi lái, khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây? Điều đầu tiên, phải thực hành lái xe trên xe tập lái và có giáo viên bổ trợ tay lái, là chính xác rồi đúng không cả nhà? Thứ hai, phải mang theo phù hiệu học viên tập lái, chính xác luôn. Hiện tại bây giờ ngoài phù hiệu ra, mình khi đi học thực hành phải có quét thẻ DAT, đó là chạy dash mình á, đúng dữ liệu km đường trường nha. Số 3, phải mang theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, giấy phép vận chuyển. Mình mới đi học lái mà cần gì phải mang theo những giấy tờ này, đúng cả nhà ha. Nên ý số 3 hoàn toàn sai rồi. Chọn ngay ý số 4. Và cả nhà mình, khi mình chọn đáp án xong á, cả nhà nhìn lại, đây là một dạng đặc biệt trong đáp án của mình nè, đúng không? Câu hỏi có 4 đáp án mà đáp án số 4 là cả hai ý trên, thì mặc định đó là ý đúng, ngoại trừ câu hỏi về rượu bia, đó là câu số 40 theo sách, theo giáo trình của mình nha. Câu 98, khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các loại giấy tờ này, chắc chắn phải có là gì đây? Phù hiệu giáo viên dạy lái, đó là ý số 1 đúng không? Và giấy cái đăng kiểm, giấy tập lái của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực ha. Trong khi ý số 2, mang theo phù hiệu học viên tập lái, đâu cần đâu, cái này là người tập lái mới cần mang theo. Rồi chọn ngay ý số 1 luôn là chính xác rồi, phù hiệu giáo viên tập lái, giáo viên dạy lái. Câu 99, xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây? Điều đầu tiên, phải gắn hai biển tập lái trước và sau,
có hệ thống phanh phụ được bố trí bên ghế ngồi của người hướng dẫn. Đó là điều hiển nhiên. Thứ hai, nếu mà loại xe tải thùng á, phải có muôi che nắng che mưa ghế ngồi cho học viên và cái giấy kiểm định, giấy đăng kiểm á, kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ phải còn thời hạn sử dụng hay còn hiệu lực nhé. Nên cả ý 1, ý 2 đều thỏa mãn, chọn ngay ý số 3 luôn ha. Câu 100, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào? Sát hạch thì phải đi đâu với sát hạch? Nghĩa là tại các trung tâm sát hạch có đủ điều kiện công khai và minh bạch, trong khi ý số 1 với ý số 2 đều tại các cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo đây chính là phần thi tốt nghiệp của mình thôi, chứ không phải là sát hạch. Lưu ý ha. Nên là câu hỏi liên quan đến sát hạch, đáp án của mình phải liên quan đến sát hạch. Tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện hoạt động và phải đảm bảo công khai minh bạch, chọn ngay ý số 3. Câu 101, khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì? Giấy tờ lái xe khi mình mang theo, đó anh chị sử dụng xe mô tô của mình á, di chuyển thì cần thêm mang theo giấy tờ gì đây? Thứ nhất cái bằng lái, đúng không? Thứ hai là cà vẹt xe, thứ ba là cái bảo hiểm bắt buộc. Đối với ô tô của mình, bằng lái phải phù hợp với loại xe anh chị mình đang lái, đúng không? Chẳng hạn như cầm bằng B2 lái xe 16 chỗ là sai rồi, lái được nhưng không hợp lệ, vẫn vi phạm nhá. Thứ hai là gì đây? Cà vẹt xe. Thứ ba bảo hiểm bắt buộc. Ngoài đó ra còn có cái đăng kiểm, giấy chứng nhận kiểm nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường đăng kiểm mình á. Thứ tư nữa là nếu ai á, chị nào mà đăng ký vận chuyển một mặt hàng kinh doanh nhất định thì khi di chuyển phải kèm theo giấy vận chuyển ha. Và các loại giấy tờ này phải còn giá trị sử dụng. Chẳng hạn như cái hạng bằng B2 của mình á, là có thời hạn 10 năm, đúng không? Trước thời hạn đó mình phải đi gia hạn bằng. Từ hạng C đổ lên mỗi đó là có thời hạn, mỗi lần đó là 5 năm nha. Phải còn giá trị sử dụng nha. Tới đây chung quy lại là mình chọn ngay đáp án số 3 của mình ha. Tới câu 101 thì mình cũng kết thúc cái video số 2 tại đây. Thì hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Rồi, chào cả nhà nha.